Cô Hảo xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 4 thân mến. Chào mừng các con đến với lớp học của cô Hảo. Hôm nay cô và các con sẽ cùng đến với môn toán lớp 4 trong bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và bài học ngày hôm nay là bài 15, làm quen với dãy số tự nhiên, tiết 1, trang 50 sách giáo khoa. Mời các bạn mở sách giáo khoa ra, chúng mình cùng bắt đầu tiết học nào. Bây giờ cô trò mình sẽ cùng đến với phần khám phá nhé. Các con hãy quan sát cho cô giáo hình minh họa trong sách giáo khoa. Đây là cuộc nói chuyện giữa ba bạn Nam, Lan và bạn robot. Bạn trên bảng có dãy số từ số 0 đến số 10. Bạn Nam đặt câu hỏi: còn số nào bé hơn không nhỉ? Trên tay bạn Nam đang cầm số 0. Bạn muốn hỏi là có số nào bé hơn số 0 hay không? Theo các bạn có số nào không nhỉ? À, vậy là không có số tự nhiên nào bé hơn số 0. Các cái số gắn, thẻ số gắn ở trên bảng này là các số tự nhiên các con nhé. Không có số tự nhiên bé hơn số 0. Còn bạn Lan chỉ tay vào số 10 và bạn đặt câu hỏi: còn số nào lớn hơn nữa không nhỉ? Theo các con, có số tự nhiên nào lớn hơn số 10 không? À, tất nhiên là có rồi, đúng không nhỉ? Chúng ta có các số 11, 12, 13, 14 vân vân, cứ thêm một đơn vị vào một số thì ta được một số tự nhiên lớn hơn nó. Như vậy còn rất nhiều số tự nhiên lớn hơn số 10. Đây cũng chính là câu trả lời của bạn robot. Trên tay bạn robot đã minh họa bằng các thẻ số bạn cầm, và đây là các thẻ số mà bạn robot có này. Đấy, như vậy qua cái phần này thì cô giáo muốn lưu ý với các bạn một điều rằng số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất và không có số tự nhiên nào lớn nhất. Các số tự nhiên sắp xếp ở trên bảng được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn, tức là từ 0 đến 10. Các số này khi biểu diễn trên tia số sẽ được biểu diễn như sau. Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 được gọi là các số tự nhiên. Các số tự nhiên này được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn trên tia số, thực hiện sắp xếp từ trái qua phải. Khi sắp xếp các số tự nhiên theo thứ tự từ bé đến lớn này, được ta tạo thành một dãy số tự nhiên. Và số tự nhiên bé nhất là số 0, không có số tự nhiên lớn nhất, bởi cứ thêm một đơn vị vào một số tự nhiên thì ta sẽ được một số lớn hơn nó, và bớt một đơn vị ở một số tự nhiên đi, ta sẽ được một số bé hơn nó. Trong một dãy số tự nhiên thì hai số tự nhiên liên tiếp, các con để ý cho cô giáo này, hai số tự nhiên liên tiếp là gì? Là 0 là 1 này, là 1 là 2 này, đúng không? Cứ liền sau này là hai số tự nhiên liên tiếp, nó hơn kém nhau 10 đơn vị. À, hai số tự nhiên liên tiếp này hơn kém nhau 1 đơn vị. 0 cộng 1 bằng 1 này, 1 cộng 1 bằng 2, 2 trừ đi 1 bằng 1. Đó, cứ hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị. Đó cũng chính là nội dung mà chúng ta cần phải ghi nhớ ở trong phần khung màu xanh. Các con đọc lại cho cô giáo nào. Ở phần này cô giáo muốn mở rộng cho các bạn một điều là cứ thêm một đơn vị vào một số tự nhiên thì ta sẽ được một số tự nhiên liền sau nó. Ví dụ cô có số 2, cô thêm một đơn vị vào số 2, tức là 2 cộng 1 thì cô sẽ được số 3. Vậy 3 là số liền sau của số 2, và cứ bớt một đơn vị ở một số tự nhiên thì ta sẽ được số tự nhiên liền trước nó. Ví dụ cô bớt 1 ở 2 này, cô lấy 2 trừ đi 1 thì cô bằng 1. Vậy 1 là số tự nhiên liền trước của số 2. Đây cũng là phần kiến thức về tìm số liền trước và số liền sau mà các con đã được học đấy. Bây giờ vừa rồi cô giáo đã hướng dẫn các bạn về dãy số tự nhiên. Và dãy số tự nhiên này người ta biểu diễn đây là gốc tia số này, có nghĩa là số 0 sẽ là số nhỏ nhất. Và ở cuối tia số có mũi tên, có nghĩa là vẫn còn rất nhiều số tự nhiên khác lớn hơn. Vậy để mở rộng thêm kiến thức về dãy số tự nhiên thì cô trò mình sẽ cùng chuyển sang phần hoạt động. Bài tập số 1, các con hãy đọc cho cô giáo bài 1 nào. Bài 1 yêu cầu làm gì? Điền đúng hoặc sai. A. Số 1 triệu là số tự nhiên lớn nhất, đúng hay sai? Như ở phần kiến thức chúng ta vừa mới học xong là có số tự nhiên lớn nhất không các bạn? Không có số tự nhiên lớn nhất, mà cứ thêm một đơn vị vào thì ta sẽ được một số tự nhiên lớn hơn nó. Ví dụ 1 triệu thêm một đơn vị thì ta sẽ được số 1.000.001, đúng không? Vậy đáp án A là đáp án chúng ta điền sai. Dãy số 1, 2, 3, 4, 5 là dãy số tự nhiên, đúng hay sai? Các con để ý này. Ở lần trước, ở cái phần trên chúng ta vừa học dãy số tự nhiên là dãy số bắt đầu từ số mấy? Bắt đầu từ số 0, có nghĩa là một dãy số được gọi là dãy số tự nhiên khi nó được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn, có nghĩa là phải bắt đầu từ số tự nhiên nhỏ nhất, đó là số 0. Như vậy trong dãy số này ta thấy thiếu số mấy? Thiếu số 0, có nghĩa là thiếu số tự nhiên nhỏ nhất. Vì vậy đây không phải là một dãy số tự nhiên. Đáp án chúng ta điền là sai. Số đầu tiên của dãy số tự nhiên là số 0, đúng hay sai? Phần trên chúng ta vừa phân tích rồi, một dãy số tự nhiên sẽ bắt đầu từ số nhỏ nhất, số tự nhiên nhỏ nhất đó là số 0. Như vậy số 0 sẽ là số tự nhiên đầu tiên của dãy số. Đáp án C đúng. Số liền trước của một số bé hơn số liền sau của số đó 2 đơn vị, đúng hay sai? Nào, số liền trước các bạn đọc kỹ này. Số liền trước của một số nó bé hơn số liền sau của số đó 2 đơn vị. Bây giờ để phân tích kỹ thì các con nhìn vào cô giáo cái tia số mà chúng ta vừa học. Chúng ta cùng đọc lại cái phần D nhé. Số liền trước của một số, cô ví dụ cô có số 2. Số liền trước của số 2 bé hơn số liền sau của số 2 2 đơn vị, đúng hay sai? Là số liền trước của số 2 là số 1 và số liền sau của số 2 là 3. Như vậy số liền trước của số 2 bé hơn số liền sau của số 2 2 đơn vị, đúng hay sai? Muốn biết đúng hay sai ta lấy 3 trừ 1 bằng 2. Như vậy là đúng. Để kiểm tra chắc chắn hơn ta lại kiểm tra tiếp. Cô ví dụ cô có số 4 thì số liền trước của số 4 là số 3 và số liền sau của số 4 là số 5. Số 3 kém số 5 2 đơn vị. Như vậy số liền trước của một số lớn hơn bé hơn số liền sau của một số là 2 đơn vị. Vậy đáp án D của chúng ta là đúng. Qua đây chúng ta hình thành được các khái niệm gì? Đầu tiên, không có số tự nhiên lớn nhất. Một dãy số tự nhiên là dãy số bắt đầu từ số tự nhiên nhỏ nhất và được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Số tự nhiên đầu tiên của dãy số là số 0 và số liền trước của một số bé hơn số liền sau của số đó 2 đơn vị. Đây là các khái niệm các con cần phải học thuộc nhé. Bây giờ cô trò mình sẽ cùng đến với bài tập tiếp theo, bài 2. Đọc yêu cầu bài 2. Tìm số liền trước của các số sau. Ở phần A, B, C, D người ta cho các bạn các số. Bây giờ yêu cầu là tìm số liền trước. Vậy ở phần đầu bài cô giáo đã hướng dẫn các bạn rồi. Muốn tìm số liền trước thì ta sẽ thêm hay là bớt một đơn vị nhỉ? Muốn tìm số liền trước ta sẽ bớt đi số đó một đơn vị. Cô ví dụ các bạn tiếp tục nhìn vào tia số này cho dễ hiểu này. Cô muốn tìm số liền trước của số 5 thì cô phải lấy 5 trừ 1 bằng 4, đúng không? Tìm số liền sau của số 5 tức là số 6, ta phải lấy 5 cộng với 1. Vậy tìm số liền trước ta sẽ trừ đi 1 và tìm số liền sau ta sẽ cộng thêm 1. Tương tự như vậy, nếu muốn tìm số liền trước của số 8 là số mấy? Là số 7. Vậy ta phải làm thế nào để tìm được 7? Ta phải lấy 8 trừ 1 bằng 7. Cô muốn tìm số liền sau của số 8 thì cô phải lấy 8 cộng 1 bằng 9. Rồi, minh họa trên tia số như vậy sẽ dễ hiểu hơn. Bây giờ chúng mình nhìn vào phần bài 2. Ở đây người ta cho các bạn số 81. Muốn tìm số liền trước của số 81 thì ta sẽ lấy 81 trừ 1. 81 trừ 1 bằng 80. Như vậy, số liền trước của 81 là 80. Tương tự, các con có tìm được số liền sau của 81 không? Có, các con chỉ việc lấy 81 cộng với 1. Đấy là phần mở rộng của cô giáo nhé. Còn đề bài chỉ yêu cầu chúng mình tìm số liền trước thôi. Phần B nào, số 1991 người ta cho các bạn và yêu cầu các bạn tìm số liền trước thì chúng ta làm như thế nào? Ta chỉ việc bớt ở số đó một đơn vị. 1991 bớt 1 bằng 1990. Phải không nào? Đấy nha, phép tính đây các bạn đừng có nhầm nhá. Tiếp nào, số 2045, số liền trước của 2045 là số mấy? Nếu như các bạn ngại đặt phép tính trừ thì các bạn chỉ cần chú ý cho cô giáo. Nếu như hàng đơn vị là 5, bớt 1 thì ta viết lại nguyên cái số người ta đã cho này. 5 bớt 1 bằng 4. Vậy cô lấy 2045 trừ 1 bằng 2044. Đấy là cách học vẹt và học nhanh. Bạn nào mà chúng ta để ý thì chúng ta sẽ phát hiện ra và không cần phải đặt tính. Nhưng có một số bạn thì phải đặt tính ra đấy. Tiếp, số liền trước của số 10.000 là số bao nhiêu? Ở đây các con thấy rằng bên này cô vừa hướng dẫn là 5 trừ 1 thì bằng 4. Nhưng ở đây không có trừ được 1 không? Không được. Và các con để ý cho cô giáo, 10.000 là số nhỏ nhất có 5 chữ số. Vậy liền trước của số nhỏ nhất có 5 chữ số sẽ phải là số lớn nhất có 4 chữ số. Mà số lớn nhất có 4 chữ số sẽ là số bao nhiêu? 9.999. Cô lấy 10.000 trừ 1 bằng 9.999. Như vậy cô giáo vừa hướng dẫn các bạn cách tìm số liền trước của các số đã cho. Các con hãy nhắc lại cho cô giáo, muốn tìm số liền trước ta làm như thế nào? Ta sẽ lấy số đó bớt đi một đơn vị sẽ tìm được số liền trước. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Nhưng trước tiên, thế cô giáo muốn mở rộng thêm. Nếu muốn tìm số liền sau thì ta sẽ làm như thế nào nhỉ? Ta sẽ lấy số đó cộng thêm một đơn vị. Nhớ nhé. Bài tập số 3. Sắp xếp các số dưới đây theo thứ tự từ bé đến lớn. Để sắp xếp được các số này, các con cần phải làm gì? Chúng mình cần phải so sánh các số đó rồi mới sắp xếp được. Mà đây là các số có nhiều chữ số. Để so sánh các số có nhiều chữ số, bước đầu tiên các bạn thực hiện là gì? Ở bài trước chúng mình vừa học rồi đấy. Bước đầu tiên các bạn sẽ phải thực hiện so sánh số các chữ số. Chúng ta để ý này. Số đầu tiên là 10.001 có 5 chữ số. Các số còn lại có 4 chữ số. Vì vậy số 10.001 sẽ phải là số lớn nhất và ở cuối dãy số. Phải không nào? Bây giờ chúng mình sẽ phải so sánh 3 số còn lại. Để so sánh các số có số các chữ số bằng nhau thì ta lần lượt so sánh bắt đầu từ hàng cao nhất. Và các cặp số trong cùng một hàng chúng ta sẽ so sánh với nhau. Ví dụ ở đây chúng ta có 9 này. Hàng nghìn, các số này đều là 9 bằng nhau, vì vậy ta so sánh hàng tiếp theo. Hàng trăm, 900, 600 và 900. Vậy số nào sẽ là số nhỏ nhất trong có hàng trăm nhỏ nhất? Số có hàng trăm nhỏ nhất là số có hàng trăm bằng 6, đó là số 9666. Cô viết nó sẽ phải là số ở đầu dãy số. Đấy, tiếp theo sau khi tìm được một số lớn nhất và một số bé nhất rồi, ta so sánh hai số còn lại. Hàng trăm ta so sánh các cặp số hàng trăm rồi, bây giờ ta so sánh đến cặp số hàng chục. Hàng chục là 9, hàng chục của số tiếp theo cũng là 9, bằng nhau ta so sánh đến hàng đơn vị, 9 đơn vị và 8 đơn vị thì 8 đơn vị sẽ phải nhỏ hơn 9 đơn vị. Vì vậy, số tiếp theo sẽ phải là 9.998. Và tiếp theo chúng ta có là 9.999. Đây là cái cách sắp xếp chọn lọc. Bắt đầu ta sẽ chọn số lớn nhất, chọn số bé nhất và lần lượt chọn các số ở giữa. Cái cách này cô giáo hướng dẫn các bạn thì các bạn sẽ không bị nhầm. Đấy, đề bài yêu cầu chúng mình là sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn mà. Cô được dãy số, các số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là 9.666, 9.998, 9.999, 10.001. Như vậy là cô giáo vừa hướng dẫn các bạn bài ngày hôm nay là chúng mình được làm quen với dãy số tự nhiên. Cô giáo muốn hỏi các bạn một chút là số tự nhiên nhỏ nhất trong dãy số. Số tự nhiên nhỏ nhất là số nào? Là số 0. Có số tự nhiên lớn nhất không nhỉ? Không có số tự nhiên lớn nhất. Và các số tự nhiên được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn, bắt đầu từ số 0 sẽ tạo thành một dãy số tự nhiên. Và muốn tìm số liền trước ta làm như thế nào? Muốn tìm số liền trước ta bớt số đó đi một đơn vị. Muốn tìm số liền sau của một số ta lại thêm vào số đó một đơn vị. Rồi, cảm ơn các con đã theo dõi hết video của cô giáo. Nhớ bấm like, share, đăng ký kênh của cô giáo và bấm vào danh sách phát toán lớp 4 kết nối tri thức trong kênh của Hảo để theo dõi trọn bộ video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở tiết học tiếp theo với bài luyện tập trang 51.